xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải của hãng xe Ford quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS phiên bản 2.2 số tự động quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2017 và mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi. Chiếc xe này còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Lốp sơ cua còn nguyên, mới tinh, chưa hạ. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ chơi quý bạn nhé. Từ khóa thông minh, đèn nổ, start top, option rất là nhiều này. Nắp thùng cửa cuốn đầy đủ hết luôn quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 520 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang yêu thích chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2.2 số tự động 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2.2 số tự động máy dầu này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe 2017 quý bạn nhé. Sau 5 năm sử dụng nó còn mới như thế nào, đẹp như thế nào thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái phần nước sơn của chiếc xe các bạn nhé. Đây là cái phiên bản này là màu xanh thiên thanh các bạn ạ, rất là đẹp. Và nước sơn bên ngoài cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi. Cho nên là tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái nước sơn này. Phần nước sơn bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Đấy, cái sườn bên phụ này nền rất căng, rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Và cụm đèn pha, cụm đèn pha cũng rất là mới luôn đây các bạn này. Cụm đèn pha này, mặt ca lăng, logo đều rất đẹp quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, nên chưa có xước sát gì cả quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Phía bên dưới là cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, bên ngoài thì các bạn xem đây ạ. Đây là cái phần nước sơn bên bên lái, phần nước sơn bên sườn bên lái này đều rất là đẹp luôn các bạn nha. Cabo nước sơn zin nguyên bản này. Nước sơn zin nguyên bản của chiếc xe này là còn rất nhiều các bạn ạ, cho nên là cái nền nó đẹp như này đây các bạn này. Đấy, chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi sạch sẽ rồi, dọn rửa sạch sẽ rồi. Nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được chủ xe lắp giá nóc này, vai thể thao này, nắp thùng cuốn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cụm đèn hậu cũng còn rất mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả luôn quý bạn nhá. Cụm đèn hậu này. Đấy, logo này đều rất là đẹp quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này. Rất đẹp luôn quý vị và bạn nhá. Xe cũng đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ, ví dụ như là đầu màn hình Android, camera lùi này. Đấy, đều đầy đủ luôn quý bạn nhá. Đấy, rất đẹp quý bạn ạ. Và cái dàn lốp thì thưa với quý bạn, chủ xe cũng đã độ lên một cái dàn lốp rất là xịn, rất là dày này quý bạn nhá. Đấy, và đặc biệt là những cái phần gầm này đều rất đẹp này, gầm sexy đều rất đẹp luôn quý bạn nhá. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý bạn xem là những cái phần gầm của chiếc xe đây ạ. Đấy, phần gầm này rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ đi rồi. Đây quý bạn xem này.
rất là mới ạ, từ năm 2017, tính ra là mới 5 năm sử dụng thôi, thì gầm rất đẹp đây các bạn nhé. Đấy, rất mới này, lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ này. Đấy, lớp sơ cua mới tinh luôn các bạn ạ, chưa hạ tí nào các bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Phần gầm tôi quay chi tiết cho các bạn xem về cái phần gầm này. Đấy, tất cả đều rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, ông Bồ này mới chạy hơn 8 vạn thôi. Những chiếc xe chạy nhiều hoặc là những chiếc xe chạy vùng đồi núi hoặc những cái vùng biển ấy là gầm nó rất xấu các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì rất đẹp luôn. Đây, những cái phần lòng dè này, giảm sóc này đều rất mới, rất đẹp các bạn ạ. Một chiếc xe 2017, đời cao, chạy ít. Đấy, đây là cái phần máy này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Gầm này, giảm sóc này, lốp này, cả một cái dàn lốp này là chủ xe độ lên một cái dàn lốp địa hình các bạn ạ. Độ dàn lốp địa hình như toàn bộ thông số về kích thước lốp vẫn giống như kích thước lốp của nguyên bản, cho nên là quý bạn có thể yên tâm luôn nhé. Đấy, yên tâm luôn về cái việc đăng kiểm. Quý vị các bạn không lo về cái việc mà sợ là đăng kiểm không được nhé. Những cái này là không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm đâu ạ. Độ kiểu lốp khác nhưng kích thước lốp vẫn giữ nguyên, cho nên là không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm. Và đăng kiểm của chiếc xe này còn rất dài các bạn ạ. Cuối tháng, cuối năm 23 cơ ạ. Đấy, cho nên quý bạn có thể yên tâm luôn ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option và một số option mà chủ xe đã độ thêm các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ này là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa này. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh. Đấy, nội thất thì đã được chủ xe lên ghế da rồi. Nguyên bản của những chiếc xe này là ghế nỉ thôi các bạn nhé. Ghế da, trải sàn da. Đấy, tất cả những con ốc ở trong xe này là còn nguyên hết. Ốc cánh cửa này còn nguyên, chưa có một con ốc nào tháo ra đâu các bạn nhé. Nguyên bản hết này. Đấy, trải sàn da, chân phanh, chân ga các bạn xem này, còn dày, chưa có mòn miếng gì như này. Đấy, quý vị bạn có thể xem xe là phải xem từng chi tiết nhỏ nhất nhé. Những cái này cũng có thể nói lên được xe chạy nhiều hay chạy ít nhé, ở cái chân phanh hay chân ga này. Đấy, rất đẹp luôn. Ốc còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tất cả những con ốc này là còn nguyên hết ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem. Đấy, những cái này là chủ xe đã dán chống ồn vào đây này. Cái này không thích thì chúng ta có thể bóc đi, cũng đơn giản thôi nhé. Như keo chỉ là còn nguyên hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là còn nguyên hết này. Táp bi cánh cửa đây. Đấy, đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa đều rất đẹp này. Nội thất đằng sau cũng rất là mới luôn các bạn ạ. Mới luôn từ cả bộ ghế này cho đến những cái phần nỉ trần. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Nhưng chiếc xe này chạy có ít thôi cho nên rất đẹp. Đây là những cái phần dưới này, sàn da này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về những cái phần này, option và những cái gì mà chủ xe đã độ lên các bạn nhé. Đây, chủ xe đã độ lên là start top này này, khóa thông minh. Cái bộ khóa thông minh này rất là xịn các bạn ạ. Đấy, giống như những chiếc xe Ford đời cao nhất bây giờ đều được trang bị cái chìa khóa này. Và start top này, tôi sẽ bật cái start top này lên cho quý bạn xem nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe này lăn bánh. Đây, tôi cho nhỏ thôi. Đấy, tôi đã cho bắt đầu cho nhỏ cái âm thanh đi. Cái đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và bạn, chiếc xe lăn bánh được 8 vạn 2 km rồi các bạn nha. Đấy, 8 vạn 2 km này. Và chủ xe cũng đã độ lên màn hình Android, camera lùi. Đấy, và camera hành trình. Đấy, đầy đủ option mà chủ xe đã độ lên rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. 8 vạn 2 này thì các bạn xem này, vô lăng này. Vô lăng rất đẹp luôn này. Đấy, vô lăng rất đẹp nhé. Chủ xe đã bọc cái bọc này cho nên là vô lăng nó còn mới lắm ạ. Vô lăng, cần số này, tay phanh,
Đấy, tay phanh đều rất mới các bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và kiểm soát hành trình ga tự động Cruise Control đây ạ. Đấy, quý bạn nhá. Giấy tờ các thứ của xe đây, ở trên này. Rất đẹp luôn, toàn bộ những cái phần nhựa này rất mới này, các bạn xem này. Đấy, nhựa này, trần này đều rất là mới các bạn ạ. Chạy có 8,2 vạn thôi, cho nên là nó rất là đẹp đấy các bạn nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau đây ạ. Đó, đây là cái cốp sau. Tất cả những con ốc cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, cốp sau nguyên bản nhé. Chưa có bị tháo ra tí nào đâu ạ. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên này. Nắp thùng kéo đây ạ. Đấy, nắp thùng cuốn này. Rất là tiện luôn các bạn nhé. Rất là đẹp này. Nắp thùng cuốn có vai thể thao. Nó giống như những chiếc xe Y-Check hay lắp đấy ạ. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau này là keo chỉ cũng còn nguyên luôn nhá. Chủ xe dán chống ồn này. Keo chỉ còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất là đẹp này. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, táp bi cũng rất là mới luôn quý bạn nhá. Ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu quý bạn nhá. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp này. Đẹp từ những cái phần nỉ trần, những cái phần tay nắm cửa này, phần nhựa này đều rất là mới luôn ạ. Đấy, đến những cái bộ ghế da này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý bạn cùng xem. À, bên phụ, đây là cánh cửa phía trước bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản luôn. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên, chưa một con ốc nào tháo ra. Rất đẹp quý bạn ạ. Sách hướng dẫn này, chiếc xe này là một chủ từ đầu cho nên là sách hướng dẫn các thứ này còn đầy đủ và còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có mất đi cái gì đâu ạ. Đấy, tất cả còn nguyên hết này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ từ những cái phần táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Khóa thông minh đã được độ này. Đây là cái điều khiển của khóa thông minh đấy các bạn này. Đó, điều khiển của cái khóa thông minh này. Cam hành trình này rất đẹp luôn, nhìn từ những cái phần trên này xuống phần dưới này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả những con ốc là chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan nhé, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Ranger 2017 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn ạ. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu với 2.2 lít nhưng mà là động cơ diesel rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đây, tôi sẽ quay cho quý bạn cùng xem này. Ốc còn nguyên. Cái động cơ này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản các bạn nhé. Động cơ nguyên bản hết luôn các bạn này. Tất cả zin từng con ốc một này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Còn rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là cái cụm phanh ABS này. Đấy, các bạn xem chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Cho nên là nhìn cái động cơ này nó rất là mới các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn này. Nguyên bản và rất đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Ốc cabo còn nguyên này. Ốc cabo đến keo chỉ cabo, những cái này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên hết này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Quý bạn xem kỹ cho tôi những cái phần đầu nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Còn nguyên hết này, này. Đấy, ốc cabo chưa có một cái vết tháo nào. Tấm chắn nóng cabo cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất, phần gầm và phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger XLS 2012, số tự động, máy dầu, 2017, lăn bánh hơn 8 vạn km này quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 520 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động máy dầu 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.